2 kg 500, thực chất là 700, nhưng mà do cô nói lấy gió để ăn thử rồi mà. Giờ mình đi quay tôm hùm, giải cứu tôm hùm nha các bạn. Ở ngã ba công viên Phú Lâm, gần bến xe Phú Lâm á. Đây đây thì chỉ nó bên mạng không, cứ tao nó lấy nó đi bán tao ba thì mấy ký à. À, bữa nay mình đi giải cứu tôm hùm nha các bạn. Chị này đang ngồi ở chỗ ngã tư đèn đỏ công viên Phú Lâm á. Ai đi làm về ghé vào mua ủng hộ chị. Tôm này là mình lấy ở đâu vậy? Bụng rô. Bụng rô là mấy clip trước mình có giới thiệu cho các bạn rồi. Vừa nuôi tôm hùm lớn nhất của Phú Yên và xuất khẩu đi nước ngoài và các tỉnh ở thành phố Hồ Chí Minh rồi luôn á các bạn. Chị tên gì chị? Chị tên Sa. Chị Sa, chị Sa ở chỗ nào? Ở Hồ Vinh mình đi. Hồ Vinh. Chị Sa chiều là ngồi đây nha các bạn. Ai đi về thì ghé ủng hộ mua chị. Tôm cực kỳ tươi đây. À. Tôm hùm này con khoảng ký hay là mấy lạng chị? Con đi tôm 5 lạng, tao 7-8 lạng. 5 lạng các bạn, 5 lạng luôn. Rồi sáng giờ bán được một chút nhiêu mà chị? Mấy ký hả? Chiều chiều là chị ngồi mấy giờ? 3 giờ. 3 giờ hả? Bây giờ là bán hết rồi về, thường là mấy giờ là chị nghỉ? Hết à, 5 giờ, 6 giờ mình giờ vào, còn bán tới 7 giờ. À. À. Mình quen rồi đi bán 45 ký đi, đi nông. Giờ chiều chiều người ta đi làm ở bên thành phố, người ta về, người ta ghé nè đúng không chị? Tôm hùm, đặc sản của Phú Yên á. Đây. Tôm là trên ký không mà nha, 7-8 lạng cũng có. À, ký còn có trên này có một con kia đấy không? Kia 7 hả? Đây, chiều mình sẽ quay cho các bạn đang ở Phú Lâm. Do tình cờ đi quay clip thì thấy chị Sa chiều nào cũng ngồi đây cho nên là ghé ủng hộ mua cho chị Sa. Ở công viên Phú Lâm đó nha các bạn. Chỗ đèn đỏ luôn nè. À. Rồi chiều là bán hết rồi về lại. Đây quay góc này cho các bạn luôn. Các bạn có mua đặt qua kênh Mr. Alo tới kêu chị Sa ship cho các bạn luôn nha. Mr. Alo cũng ở gần đây luôn. Đó, đi gần cho các bạn luôn tôm nè. Đi làm ghề về ghé mua tôm nha các bạn. Đây chị Sa mở thùng cho các bạn luôn. Tôm này bự hơn nè các bạn, chắc trên ký là nhiều ha. Này còn khoảng 15 ký không chị? Dạ hả? Đây chú này mua ghế ủng hộ con nè. Quá thầy. Đây thầy của tôi. Thấy chưa, mới đăng lên kênh thôi là thầy ghế lại mua ủng hộ cho cô sao nè. Thầy dạy cấp 2, cấp 3 của tôi đấy.
các học sinh Ngô Gia Tự lên ủng hộ cho coi nha. Thầy tôi ủng hộ cô Sa hai con. Hôm nay vẫn dạy online hả thầy? Vẫn học bình thường em. Dạ. Đây các bạn ngã ba Phú Lâm đó, bên kia là bến Phú Lâm, thực chất bây giờ gọi là bến xe Nam Tuy Hòa. Bến xe này bây giờ bến xe của tỉnh luôn, các bạn về Phú Yên là sẽ đi vào bến xe này. Đây dùm cho các bạn bến xe Phú Lâm. Đó, chỗ xe đó là bến xe Phú Lâm đó. À, cô xe đã bán được hai con cho người quen. Khi là nó chiều là mọi người đi làm về bắt đầu ủng hộ ghé mua để về tối đi trận chung kết Việt Nam Thái Lan Indonesia. Chiều chiều bây giờ mọi người ghé đông rồi các bạn. À là nãy khách chiều qua ăn ngon rồi đó các bạn, cho nên là người ta biết tôm cô ngon cho nên là ghé mua tiếp nè. Chiều chiều mọi người đi làm từ thành phố Tuy Hòa đi về hướng Phú Lâm ghé mua tôm cho cô nha. Đó, tôm tư nè các bạn thấy không? À. Khách nè, cô hướng dẫn cho các bạn ăn tôm hùm sao, món gì con? Mình hết cái đó gì đâu, mình hết bỏ xe cho ăn tôm ăn gì ngon, như đừng có bao muối đó, nó cũng giống đâu. À, trí tỏi nữa. Con lại ghiền món trí tỏi. À, ai thích muốn đi bỏ muốn đấy. Giờ sao? Nãy giờ chiều chiều là mọi người ghé là hỏi cũng nhiều nè. À. Bây giờ là giờ tan tầm cho nên mọi người đi làm về. Hy vọng khi quay lên cô sẽ mọi người nhớ ghé, nhớ ngã tư Phú Lâm nha các bạn, đèn đỏ chỗ bến xe công viên Phú Lâm á. Cô nói là giờ chờ thêm tôm nữa, chở ra tôm hùm lớn. Vì tối nay có trận chung kết cho nên cô dự đoán là mọi người sẽ ra mua ăn nhậu rất là đông. Đó, giờ tan tầm. Cho nên rất là đông.
lô mua tôm. Hai ký 500, thực chất là 700, nhưng mà do cô nói lấy gió quá, lấy gió để ăn thử rồi mai tới đây đấy, mai tới đây tiếp đấy nha em ơi. Con chỉ có đây nha, có một cái gió nữa mà đây. Con khuyến mãi cho anh con tôm nhỏ nữa.